Chủ đề ngày hôm nay sẽ vô cùng thú vị các bạn, sẽ vô cùng thú vị. Có tên là ưu tiên cho giáo dục. Làm thế nào để chúng ta có thể ưu tiên cho việc học, và làm thế nào ưu tiên cho việc học sẽ ảnh hưởng lớn đến việc học tiếng Anh của chúng ta, sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời chúng ta như thế nào. Và chúng ta có đang ưu tiên cho việc học của chúng ta hay không? Thì các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong livestream ngày hôm nay. Và thói quen lần trước chúng ta đã rèn luyện đó là thói quen kiểm soát cảm xúc của mình các bạn ha, kiểm soát cảm xúc của mình. Các bạn nhớ một điều, đó là khi mà các bạn tức giận, khi mà các bạn khó chịu với một điều gì đó, các bạn có một cảm xúc gì đó nó khó chịu bên trong mình, thì mình sẽ không muốn học tiếng Anh, hay là mình sẽ không muốn làm bất kỳ điều gì cả. Và nếu như các bạn không có kỹ năng để quản lý cảm xúc của mình, thì chính những điều này sẽ tác động đến cái việc mà bạn thực hiện những điều mà bạn mong muốn làm. Tất nhiên là tất cả chúng ta ai cũng đều mong muốn học tiếng Anh, tất cả chúng ta ai cũng đều muốn đầu tư thời gian của mình để học tiếng Anh. Nhưng khi đôi khi chúng ta bị những cảm xúc chi phối, đôi khi chúng ta bị những điều bên ngoài, những cái nhân tố bên ngoài nó tác động vào chúng ta, và nó tạo ra những cảm xúc tiêu cực chúng ta. Và khi những cảm xúc tiêu cực này nó đến á, thì chúng ta không muốn làm gì cả. Đó là lý do tại sao chúng ta bỏ cuộc với những điều chúng ta mong muốn, không những là tiếng Anh mà là có rất nhiều những điều khác mà chúng ta mong muốn thực hiện trong cuộc sống này, và chúng ta bỏ cuộc với nó. Tại vì đơn giản chúng ta không có khả năng quản trị cảm xúc của mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc ưu tiên cho giáo dục đầu tiên. Cái sự khác nhau quan trọng nhất, sự khác nhau rõ ràng nhất của những người thành công, có những người có được những thành công trong cuộc sống này và những người chưa có được những thành công trong cuộc sống này, sự khác nhau rõ ràng nhất của họ đó là những người thành công thì họ tập trung vào việc học. Họ tập trung, họ ưu tiên thời gian của họ cho việc học. Còn những người chưa thành công, họ ưu tiên thời gian của họ cho việc giải trí. Có một điều đó là cái nền công nghiệp giải trí ngày nay nó rất là phát triển, và có rất nhiều những chương trình TV, rồi rất nhiều những bộ phim bom tấn, rồi rất nhiều những chương trình truyền hình TV show vô cùng hấp dẫn. Và cái nền công nghiệp giải trí nó đang thu hút rất nhiều sự chú ý của con người. Và khi mà bạn ưu tiên thời gian của mình vào cái việc giải trí đó, thì bạn sẽ không có thời gian để học. Một điều thú vị ở đây đó là khi bạn ưu tiên thời gian cho việc học thì bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để giải trí. Ok, nói lại, khi bạn ưu tiên thời gian cho việc học thì bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để giải trí. Nhưng khi bạn ưu tiên thời gian cho việc giải trí thì bạn sẽ không có thời gian để học. Đó là một thực tế. Bản thân tôi thì đã học rất nhiều thứ các bạn, và phần lớn thời gian của mình vào đầu tư cho việc học. Tôi có thể thiết kế web nè, có thể đã từng học về marketing, và có thể cũng đã từng làm marketing rất là tốt, cũng đã từng học rất nhiều những kỹ năng, và cũng đã từng làm một trainer dạy kỹ năng thuyết trình cho sinh viên, rồi cũng từng học về sửa máy tính, rồi học rất nhiều thứ các bạn. Và tôi phát hiện ra một điều, đó là khi mà các bạn ưu tiên thời gian cho việc học của mình, bạn có nhiều kỹ năng hơn thì bạn sẽ có nhiều thời gian để giải trí hơn. Ưu tiên thời gian cho việc học, nhiều kỹ năng hơn sẽ có nhiều thời gian giải trí hơn. TV hiện giờ, ngay thời điểm này, 6 giờ 59 phút, 7 giờ, thì tôi chắc chắn một điều, đó là trên TV đang có rất nhiều những chương trình thú vị, đang có rất nhiều những chương trình TV show, những chương trình game show, rồi những bộ phim rất là hay, rất là hấp dẫn, những chương trình truyền hình dài tập rất là hấp dẫn đang diễn ra trên TV. Nhưng mà các bạn lại chọn ngồi ở đây và xem livestream ngày hôm nay, thì đó là một việc thể hiện là các bạn đang ưu tiên cho việc học hơn là giải trí. Đó là một việc rất nhỏ nhưng mà các bạn đang thực sự làm nó. Các bạn đang ngồi đây xem livestream này thì chứng tỏ một điều, đó là các bạn đang thực sự ưu tiên cho việc học hơn là việc giải trí của mình. Sau một ngày làm việc, các bạn 5 giờ các bạn kết thúc công việc của mình, các bạn về đến nhà bây giờ là 7 giờ. Thì nhiều người đang ngồi xem TV, nhiều người đang ngồi xem phim, nhiều người đang ngồi xem những chương trình giải trí, những chương trình TV show, những chương trình truyền hình, thì các bạn lại ngồi đây xem livestream này, thì các bạn chứng tỏ một điều rằng các bạn đang thật sự ưu tiên cho việc học của mình. Và nếu như các bạn duy trì việc này thì chắc chắn các bạn sẽ có được sự thay đổi các bạn. Chắc chắn các bạn sẽ có được sự thay đổi nếu như các bạn duy trì việc này. Có một điều, đó là sẽ rất là khó khi mà chúng ta quyết định chúng ta ngồi vào một cái bàn để chúng ta đọc một cuốn sách. Cái việc mà chúng ta chọn ngồi vào bàn để đọc một cuốn sách sẽ rất là khó hơn cái việc mà chúng ta sẽ xem TV, đúng không các bạn? Và chắc chắn một điều là ai cũng cảm giác như vậy. Chúng ta sẽ không muốn ngồi vào bàn và lấy một cuốn sách ra để đọc. Chúng ta không muốn ngồi vào bàn và lấy một cuốn sách như thế này ra chỉ để ngồi đọc mà thôi. Ok. Thì cái việc ngồi vào bàn để đọc sách nó sẽ khó hơn việc xem TV rất nhiều.
Nhưng mà nếu như các bạn đọc sách nhiều, các bạn học nhiều, các bạn dành thời gian cho việc học thật nhiều, thì các bạn sẽ nhanh chóng tiến gần hơn với tương lai của mình. Các bạn sẽ nhanh chóng có được những thành công nếu như các bạn đọc thật nhiều sách. Nếu như các bạn ưu tiên cho việc học của mình thay vì việc giải trí, thì sẽ giúp các bạn tiến gần hơn, càng ngày càng tiến gần hơn với tương lai của mình, càng ngày càng tiến gần hơn với cuộc sống mà các bạn mong muốn các bạn ha. Tất cả chúng ta đều có thể đọc sách, nhưng không mấy người trong số chúng ta sẽ đọc sách. Thì nó cũng tương tự như cái việc là tất cả chúng ta đều có thể thành công, nhưng sẽ không mấy người trong chúng ta sẽ thành công. Và nếu như bạn chỉ cần cam kết một điều, đó là bạn sẽ học, bạn sẽ ưu tiên thời gian của mình, ưu tiên thời gian của mình cho việc học, thì bạn sẽ có được thành công. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công. Nó không thật sự cam kết làm bạn có được thành công. Nếu như bạn đọc thì nó không cam kết rằng, nó không chắc chắn rằng bạn sẽ có được thành công, nhưng bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn nếu như bạn đầu tư thời gian, ưu tiên thời gian của mình vào việc học. Rất nhiều người nói rằng tôi không có thời gian để đọc sách. Thật ra tất cả chúng ta ai cũng đều có 24 giờ mỗi ngày. Warren Buffett cũng có 24 giờ mỗi ngày, và ông ta dành 80% thời gian của mình để đọc sách các bạn. Một điều vi diệu đúng không các bạn? 80% của Warren Buffett dành để đọc sách, và ông ta ưu tiên cho việc đọc sách. Và chúng ta cũng có 24 giờ mỗi ngày, nên chúng ta không thể nào nói rằng tôi không có thời gian đọc sách. Quan trọng là bạn đang ưu tiên vào việc học hay là ưu tiên vào việc giải trí. Bạn đang giải trí nhiều hơn hay là bạn học nhiều hơn? Và hãy nhớ một điều, khi bạn giải trí nhiều hơn thì bạn sẽ không có thời gian học, nhưng khi bạn học nhiều thì bạn sẽ có nhiều thời gian giải trí. Đó là một cam kết. Cam kết, tôi muốn cam kết các bạn điều đó. Các bạn cứ học nhiều đi thì bạn sẽ chắc chắn có nhiều thời gian để giải trí hơn. Và tôi trong cuộc sống cũng vậy, tôi quen biết rất nhiều người, và người ta, khi mà người ta dành nhiều thời gian cho việc học của họ, những người bạn của tôi, khi mà họ dành nhiều thời gian cho việc học thì họ có rất nhiều thời gian để giải trí. Một điều lạ lùng nó đang xảy ra ở đây. Và khi bạn cảm thấy mình không có thời gian, có nghĩa rằng bạn đang dành quá nhiều thời gian cho việc giải trí của mình. Nhưng làm thế nào chúng ta cũng có thể biến cái việc học nó trở nên là một việc giải trí. Làm sao vừa học vừa có thể giải trí được, thì đó là cái lý do mà livestream ngày hôm nay tôi muốn giúp bạn có thể vừa học vừa giải trí, biến cái việc học của mình thành cái việc giải trí. Chúng ta vẫn học, nhưng chúng ta biến cái việc học của mình thành giải trí, thành cái việc giải trí. Thì trong tất cả những chương trình dạy của tôi, trong những cái lớp học tiếng Anh của tôi, thì tôi cũng luôn luôn muốn các bạn ưu tiên vào việc học, nhưng hãy học như là giải trí. Tốt nhất là hãy học như là giải trí. Các bạn có đồng ý với tôi rằng chúng ta nên ưu tiên vào việc học, nhưng chúng ta cũng cần học giống như chúng ta giải trí đó, được không ạ? Rồi cái lý do và cái mục đích của livestream ngày hôm nay, đó là làm sao chúng ta có thể vừa học và vừa giải trí cùng một lúc. Làm sao chúng ta có thể vừa tiếp thu một lượng kiến thức có tác dụng cho chúng ta, hỗ trợ chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy hào hứng, cảm thấy vui khi chúng ta học. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào việc đọc sách. Hôm nay thì thầy chia sẻ cho các bạn khoảng 4 điều, 4 cách mà bạn có thể học, 4 cách mà bạn có thể học. Và cách thứ nhất chắc chắn là đọc sách rồi. Nhưng mà các bạn yên tâm, nếu các bạn không thích đọc sách á, thì vẫn còn những cách tiếp theo. Bởi vì các bạn cứ yên tâm. Lý do ngày hôm nay đó là, cái mục đích của livestream ngày hôm nay đó là làm sao đi học vừa vui. Nên nếu các bạn không thích đọc sách thì hãy tiếp tục xem, thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp, những cái cách ở đằng sau nữa để giúp các bạn học nhưng mà không cần phải đọc sách. Ok, đọc sách là một cái phương pháp học đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Nhưng làm thế nào để chúng ta đọc mà nó không cảm thấy nhàm chán? Tất cả chúng ta đều, khi mà chúng ta cầm một cuốn sách lên thì chúng ta thường cảm thấy rằng rất là nhàm chán, chúng ta cảm thấy buồn ngủ khi chúng ta cầm một cuốn sách lên. Nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái phương pháp mà các bạn có thể áp dụng, và các bạn có thể cảm thấy việc đọc sách vô cùng thú vị. Ok, rồi chúng ta đọc sách thứ nhất là để làm gì các bạn? Chúng ta đọc sách thứ nhất để cho việc đọc sách nó không phải là một điều gì đó, nó là một nỗi ám ảnh với bạn. Thì chúng ta chỉ đọc sách để giúp chúng ta có được những điều chúng ta mong muốn. Thầy xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta chỉ đọc sách để giúp chúng ta có được những điều chúng ta mong muốn. Ví dụ như bạn muốn có sức khỏe, bạn muốn có một tình yêu mới, bạn muốn có một gia đình hạnh phúc, bạn muốn có một công việc hoàn hảo, bạn có muốn có một mức thu nhập cao, thì bạn đọc sách để có được những điều bạn mong muốn có được. Chúng ta đọc sách để có được những điều đó. Ví dụ như bạn muốn có sức khỏe thì hãy tìm những cuốn sách về sức khỏe và đọc. Giống như hãy đọc sách, nó giống như một cái
một cái công cụ, nó sẽ giúp chúng ta một cái công cụ, một cái vị thần nào đó, nó giúp chúng ta đạt được những điều chúng ta mong muốn đạt được. Chúng ta muốn có sức khỏe thì chúng ta hãy ra ngoài kia tìm những cuốn sách nói về sức khỏe, nhưng mà tôi không đề nghị các bạn đọc hết cuốn sách đó các bạn ha. Chúng ta không đọc hết cuốn sách đó, chúng ta sẽ chọn ngay cái chương mà nói về sức khỏe và đọc cái chương đó mà thôi. Mà đôi khi chúng ta chỉ cần đọc một trang thôi các bạn, đọc một trang, một cuốn sách chỉ cần đọc một trang để giúp chúng ta có được những điều chúng ta muốn có, đúng không ạ? Chúng ta chỉ đọc để giúp chúng ta có được những điều chúng ta muốn có. Nếu như bạn muốn có được tiếng Anh thì hãy đọc, để giúp các bạn học tiếng Anh hãy đọc một cái cuốn sách nói về phương pháp dạy tiếng Anh. Hãy đọc một cuốn sách nói về phương pháp học tiếng Anh và hãy tập trung vào cái chương mà nói về cách học mà thôi. Ví dụ như bạn đang quan tâm đến cách luyện phát âm thì hãy chỉ đọc cái chương nói về phát âm mà thôi. Chúng ta chỉ đọc để giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề mà phải giải quyết cái điều mà chúng ta mong muốn có được. Nếu như bạn muốn kiếm thêm được muốn có một công việc tốt hơn, bạn đang không thích công việc của mình, muốn có một công việc tốt hơn thì hãy đọc một cuốn sách nào đó trong đó có một cái chương mà nó giúp các bạn có được một công việc mà các bạn mong muốn. Được mà, chúng ta chỉ đọc để giúp chúng ta có được những điều chúng ta mong muốn mà thôi. Thì các bạn nghĩ rằng nếu như các bạn đang cảm thấy không khỏe và cơ thể các bạn không tốt, thì có một cuốn sách mà tôi đưa bạn một cuốn sách và tôi nói rằng cuốn sách này trong chương thứ 2 nó có một bài tập rất hay, nó sẽ giúp bạn rèn luyện cơ thể, rèn luyện sức khỏe của mình. Thì bạn có đồng ý đọc hay không? Bạn có đồng ý bỏ ra 15 phút đồng hồ để học tập nó hay không? Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đọc nó. Nếu như bạn đang gặp vấn đề trong việc tình cảm của mình, ok, và bạn muốn có một gia đình hạnh phúc hơn, và tôi đưa bạn một cuốn sách và tôi nói rằng trong chương 5 của cuốn sách này nó có một bí quyết giúp các bạn giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì bạn có dành 15 phút của mình để đọc nó hay không? Chúng ta chỉ đọc sách để giúp chúng ta có được những điều chúng ta mong muốn có được. Thì hãy quay lại hỏi bản thân mình, bạn đang muốn có điều gì? Bạn đang muốn có điều gì? Sức khỏe, tình yêu, gia đình, hạnh phúc, tiếng Anh, bạn đang muốn có điều gì? Và hãy chỉ đọc những cuốn sách giúp bạn có điều đó. Chúng ta không đọc một cuốn sách bởi vì người ta chia sẻ những điều thú vị các bạn. Chúng ta đọc một cuốn sách bởi vì họ giúp chúng ta có được những điều chúng ta muốn có. Chúng ta không đọc một cuốn sách bởi vì họ chia sẻ những điều thú vị. Chúng ta đọc một cuốn sách bởi vì họ giúp chúng ta có được những điều chúng ta muốn có. Và với cái lý do này, chúng ta sẽ có nhiều động lực hơn, có nhiều thời gian hơn để đọc tiếng Anh, và có nhiều sự tập trung hơn để đọc sách các bạn. Sẽ có nhiều sự tập trung hơn để đọc sách. Rồi, đó là lý do thứ nhất chúng ta đọc sách. Chúng ta đọc sách để có được những điều chúng ta muốn có. Rồi, lý do thứ hai chúng ta đọc sách là để giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề của chúng ta. Giải quyết được những vấn đề của chúng ta. Chúng ta đang có một vấn đề nào đó. Hãy đọc sách giống như sách là thuốc các bạn. Hãy nhìn sách giống như thuốc. Hãy nhìn một cuốn sách và nghĩ nó là một viên thuốc. Tất nhiên rằng tất cả chúng ta không ai muốn uống thuốc cả. Cũng như tất cả chúng ta không ai muốn đầu tư thời gian đọc sách cả. Nhưng sách nó sẽ giống như thuốc gì đó, nó sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Nếu như bạn đang gặp vấn đề về tình cảm, hãy đọc một cuốn sách nói về hạnh phúc và gìn giữ mối quan hệ. Và tôi không yêu cầu bạn đọc hết cuốn sách này để học được điều đó. Bạn chỉ cần đọc một chương thôi, bạn chỉ cần đọc một trang thôi, bạn có thể học được điều đó. Trong cái nền giáo dục của chúng ta thì chúng ta có một thói quen, chúng ta có một thói quen là chúng ta phải học hết, có nghĩa là chúng ta phải học từ đầu khóa cho tới cuối khóa và học hết toàn bộ khóa học. Và cho dù chúng ta cảm thấy chán đi nữa thì chúng ta vẫn phải học. Ok, đó là cái nền giáo dục truyền thống của chúng ta. Và cái việc mà các bạn học, các bạn đọc sách này nó thú vị hơn như vậy rất là nhiều. Các bạn có thể nhảy vào, các bạn cứ tưởng tượng các bạn có một lớp học, các bạn có thể nhảy vào lớp học đó. Các bạn cứ xem thử coi ông thầy dạy có hay không, các bạn xem thử coi nội dung chia sẻ có thú vị không, và bạn quyết định học hay không. Còn nếu như bạn cảm thấy không thú vị, bạn có thể ra về. Đọc sách cũng tương tự như vậy. Bạn có thể cầm một cuốn sách lên, bạn lật cái phụ lục của nó ra, bạn xem nó có những điều gì thú vị hay không. Nếu nó có một cái điều gì đó hay và giúp mình giải quyết được vấn đề của mình, hãy lật ra nó và đọc. Và nếu như bạn cảm thấy không hay, hãy vứt nó đi. Chúng ta không đọc những cuốn sách không giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Chúng ta không đọc những cuốn sách không giúp chúng ta đạt được những điều chúng ta mong muốn các bạn ha. Chúng ta không đọc nó bởi vì nó hay. Chúng ta không đọc nó bởi vì người ta chia sẻ những điều thú vị. Chúng ta chỉ đọc nó bởi vì nó giúp chúng ta giải quyết vấn đề, bởi vì nó giúp chúng ta có được những điều chúng ta mong muốn có được trong cuộc sống này. Nếu như bạn muốn có được kỹ năng thuyết trình, hãy đọc những cuốn sách nói về kỹ năng thuyết trình. Và hãy đọc ngay cái chương nói về kỹ năng thuyết trình mà thôi các bạn ha. Điều thú vị của việc đọc sách đó là, tại sao chúng ta cần phải đọc sách? Điều thú vị của việc đọc sách đó là
đôi khi tất cả chúng ta ai cũng đều mong muốn có được những thành công trong cuộc sống này, và thành công là kết quả các bạn. Ví dụ ai cũng đều mong muốn có được, ai cũng đều mong muốn rằng mình nói được tiếng Anh, mình có thể sử dụng được tiếng Anh, mình có được thành công, mình có được một công việc làm tốt, ai cũng đều mong muốn có được những điều đó, và những điều đó là kết quả. Và chúng ta đang nói về quá trình các bạn, đang nói về quá trình. Các bạn không hề biết, các bạn nhìn thấy tôi nói tiếng Anh, có thể có nhiều người bạn nước ngoài, có thể đi du lịch, có thể sử dụng tiếng Anh, có thể đọc sách bằng tiếng Anh, có thể sử dụng tiếng Anh rất là tốt, thì các bạn cảm thấy tôi muốn được như này, tôi cũng muốn nói được tiếng Anh như này. Nhưng mà các bạn không biết rằng cái quá trình để tôi có thể sử dụng tiếng Anh nó như thế nào. Cristiano Ronaldo là một cầu thủ rất là nổi tiếng của thế giới, và anh ta nói rằng nếu như bạn biết tôi làm thế nào để có được những kỹ năng bóng đá thì bạn sẽ không bao giờ muốn trở thành tôi. Nếu như bạn biết được cái quá trình mà người ta có được thành công đó thì bạn sẽ không muốn có được thành công đó. Bạn cảm thấy sao khó như vậy, sao làm nhiều như vậy. Nếu như bạn biết rằng tôi đã làm như thế nào để có thể nói được tiếng Anh thì có thể bạn sẽ suy nghĩ lại về việc mong muốn có được tiếng Anh. Tôi chắc chắn điều đó. Việc đọc sách sẽ giúp bạn biết được quá trình. Nếu như bạn biết là Bill Gates, Steve Jobs đã làm thế nào để thành công, Bill Gates đã làm thế nào để có được Microsoft, để có thể thành lập được công ty Microsoft, và Steve Jobs đã làm thế nào để có được, để xây dựng nên một cái công ty Apple to đùng như thế này, như vậy, thì có thể bạn sẽ không muốn có được thành công giống như họ. Vì đọc sách sẽ giúp bạn biết được quá trình. Và khi bạn biết được quá trình đó, khi bạn biết được những quá trình để người ta có được thành công như vậy, thì đó là lúc mà bạn thật sự nghiêm túc và quyết định mình có muốn có được điều đó hay không. Hãy đọc những chia sẻ của tôi, hãy đọc những cuốn ebook mà tôi chia sẻ cho các bạn, để biết rằng để có được thành công, để có được cái việc để nói được tiếng Anh như ngày hôm nay thì tôi đã làm gì. Và nếu như bạn biết rằng tôi đã làm gì, và hãy hỏi bản thân mình, tôi có chấp nhận làm những điều đó để đạt được kết quả đó hay không. Việc đọc nó sẽ giúp bạn nhìn nhận được cái quá trình mà người khác đang làm. Bạn chỉ mong muốn rằng mình có kết quả, nhưng bạn sẽ không biết được quá trình. Để trở thành một doanh nhân thì người ta đã làm như thế nào? Để trở thành một bác sĩ, để trở thành một kỹ sư, để trở thành một nhà kinh doanh, để trở thành một nhà đào tạo thì người ta đã làm gì? Nếu như bạn biết được điều đó, giá như bạn biết được điều đó, thì bạn sẽ có thể, bạn sẽ suy nghĩ lại về việc bạn mong muốn làm giống họ hay không. Được mà, thì việc đọc sách sẽ giúp bạn biết được quá trình và sẽ giúp bạn đưa ra một quyết định thật sự nghiêm túc về cuộc đời mình. Bạn sẽ không còn quyết định rằng tôi muốn trở thành một doanh nhân khi mà bạn biết rằng một doanh nhân phải làm gì. Được mà, việc đọc sách vô cùng quan trọng. Chúng ta có hai lý do đọc sách, và hai lý do này vẫn không khiến cho bạn có động lực để đọc sách, thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách thứ hai chúng ta có thể học. Rồi, phương pháp học thứ hai, nếu như bạn cảm thấy việc đọc sách nó nhàm chán quá thì chúng ta có thể nghe audio các bạn. Các bạn có thể vào một cái trang web được gọi là kho-sách-nói.com.vn. Rồi các bạn có thể vào trong web này, sẽ có rất nhiều sách ở đây. Nhưng mà có một vấn đề, đó là bạn phải đăng ký một cái tài khoản hoàn toàn miễn phí các bạn. Sách ở đây là hoàn toàn miễn phí, nhưng mà bạn phải đăng ký một tài khoản để có thể nghe được sách ở đây. Hãy dành một khoảng 10 phút để đăng ký tài khoản, thì cái ngày sau thì họ sẽ gửi mail lại cho các bạn. Các bạn có một tài khoản và các bạn có thể nghe sách ở đây miễn phí, thoải mái vô cùng. Rồi, đó là cách thứ hai. Còn cách thứ ba, chúng ta có thể theo dõi những người mà họ chia sẻ những điều mà bạn muốn có, hoặc là họ giúp bạn giải quyết những vấn đề mà bạn muốn giải quyết được. Ví dụ như bạn muốn nuôi dạy những đứa con của mình, bạn có một đứa con 6 tuổi, bạn không biết làm thế nào để cho nó vâng lời, thì bạn có thể follow những người, bạn có thể theo dõi những người mà họ chia sẻ về phương pháp dạy con. Nếu như bạn muốn học tiếng Anh thì bạn có thể follow Facebook của thầy. Ok, các bạn có thể follow những người mà chia sẻ về những điều mà các bạn muốn có. Ví dụ như các bạn đang muốn phát triển kỹ năng thuyết trình của mình, kỹ năng tự tin trước mặt mọi người, thì hãy follow một số người họ đang chia sẻ những điều đó. Nếu như bạn cảm thấy nghe sách nói nó vẫn quá nhàm chán, thì hãy tương tác với những người đó, hãy nhắn tin cho những người đó, hãy nói chuyện với những người đó, thì đó cũng là một cách học thứ ba, nó vô cùng hiệu quả các bạn ha. Và cách học cuối cùng thầy muốn chia sẻ cho các bạn, và đây là một cách học mà các bạn phải áp dụng. Các bạn có thể không đọc sách và nghe đi audio, các bạn có thể không nghe audio và theo dõi một người nào đó chia sẻ kỹ năng đó, nhưng đây là một kỹ năng, mà đây là một cách học, một phương pháp học mà các bạn nhất định phải học, đó là học từ chính cuộc sống của mình. Có bao giờ mà các bạn
các bạn mắc một sai lầm và mình suy nghĩ rằng tại sao mình lại ngu như vậy. Lần trước mình đã mắc sai lầm này thì tại sao lần này mình còn lại mắc sai lầm này lần thứ hai các bạn ha. Trong cuộc sống á, một cái điều tốt hay điều xấu gì đó nó xảy ra trong cuộc sống của bạn, mỗi ngày ngày hôm nay nó xảy ra một điều tốt hoặc một điều xấu nào đó, thì cái điều đó nó cũng đang góp phần giúp cho bạn sống một ngày mai tốt hơn. Ok, ngày hôm nay nó giúp bạn sống một ngày mai tốt hơn. Và nếu như bạn không học từ ngày hôm nay thì bạn sẽ không thể nào sống tốt hơn vào ngày mai. 10 năm trước các bạn, 10 năm trước các bạn đã học được một điều rất là quan trọng, đã học được những bài học vô cùng quan trọng, nhưng tại vì các bạn không ghi chép lại nó nên bây giờ các bạn vẫn không thể nào áp dụng được những bài học đó vào trong cuộc sống của mình để thay đổi cuộc sống của mình. 10 năm trước các bạn đã học một điều gì đó rất hay, 10 năm trước các bạn đã gặp một ai đó, các bạn đã đọc thấy một điều gì đó, các bạn đã xem trên TV, các bạn đã làm một cái gì đó và các bạn đã học được một điều gì đó rất hay, rất hay. Nhưng vì các bạn đã không ghi chép lại nên các bạn đã không áp dụng được nó vào trong cuộc sống. Bởi vậy các bạn vẫn không hài lòng với cuộc sống của mình vào ngày hôm nay. Và nếu như ngày hôm nay bạn vẫn không học được từ cuộc sống của mình thì ngày mai tương lai của bạn, bạn vẫn phải gánh chịu những cái hậu quả của việc không học này. Bạn vẫn phải có một cuộc đời mà bạn không thật sự mong muốn nếu như bạn không học từ cuộc sống của mình ngày hôm nay. Hôm nay bạn nói một điều gì đó khiến cho ba mẹ của mình rất là buồn, nhưng bạn không ghi chép lại và ngày mai bạn lại tiếp tục làm như vậy nữa. Hôm nay bạn nói một điều gì đó làm cho ba mẹ của mình buồn, hãy ghi chép nó lại để ngày mai bạn không phải mắc lại sai lầm đó nữa. Hôm nay bạn đã làm một điều gì đó mà thật sự là sai, bạn nghĩ lại bạn không nên làm điều đó, tôi thật sự không nên làm điều đó, thì hãy ghi lại để cho mai mốt bạn không làm những điều đó nữa. Hôm nay bạn đã làm một điều gì đó mà khiến cho ba mẹ của mình thật sự hạnh phúc, nở những nụ cười trên miệng của ba, trên môi của ba mẹ của mình. Nếu bạn đang làm là những người trẻ, bạn nói một điều gì đó khiến cho ba mẹ của mình rất vui. Ví dụ như bạn nói rằng con sẽ học thật tốt, con sẽ ưu tiên việc học của mình và khiến cho ba mẹ của mình rất vui, thì hãy ghi lại điều đó, hãy ghi nhận lại điều đó để sau này bạn có thể tiếp tục làm những điều đó để cho ba mẹ của mình vui lòng hơn nữa. Hôm nay bạn đã làm một điều gì đó mà nó khiến cho bạn thất bại, hãy ghi nhận lại những thất bại đó, hãy học từ những thất bại đó thì bạn sẽ có được những thành công sau này. Hôm nay bạn đã dành cả ngày ra để chơi game, để cuối ngày bạn nhận ra một điều đó là chơi game thật sự nó làm cho mình rất chán nản. Chơi game nó làm cho mình không cảm thấy thoải mái, nó làm cho mình cảm thấy như mình đang không làm việc cho tương lai của mình, cảm thấy rất thất vọng về chính bản thân mình. Hãy ghi lại những điều đó để ngày mai bạn không còn chơi game nữa. Bạn không hề lãng phí một ngày để chơi game đâu bạn. Bạn đầu tư một ngày ra để bạn học được bài học. Nếu như bạn ghi chép lại bài học đó vào trong một cuốn tập để áp dụng nó, để cuối tuần bạn đọc lại những cái ghi chép đó và áp dụng nó vào trong cuộc sống của bạn, thì bạn đã không hề lãng phí một ngày để chơi game. Bạn dành một ngày ra để học được một điều giá trị và điều đó sẽ giúp bạn thành công trong cuộc sống này, thì nó hoàn toàn không lãng phí thời gian tí nào cả, được không ạ? Phương pháp học thứ tư, ta lại có cho mình cuốn sổ. Cuốn sổ này không phải là cuốn sổ nhật ký các bạn. Cuốn sổ này là cuốn sổ nó ghi lại những cái trải nghiệm của bạn, những cái thành công của bạn, những điều mà bạn học được mỗi ngày để cho ngày mai nó tốt hơn, chứ không phải là cuốn sổ nhật ký. Ok, nó giống như cuốn sổ nhật ký, nhưng mà nó là cuốn sổ mà bạn ghi lại những bài học của mình. Và cuốn sổ này có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bạn có thể truyền cho con của mình, thì con của bạn học lại những bài học của bạn. Thì thay vì con của bạn mới 5 tuổi, 7 tuổi thôi, nhưng mà nó lại có một bài học, mà nó lại có một cuốn sổ ghi chép lại những bài học 20 năm của bạn, 20 năm cuộc đời truyền lại cho con của mình, thì điều đó nó vô cùng ý nghĩa. Thay vì bạn không dạy nó bất kỳ điều gì, hoặc thay vì bạn phải nhớ lại những trải nghiệm của mình và dạy nó, hay là bạn phải cùng trải nghiệm với nó, rồi thấy bài học nào thì dạy cho nó ngay bài học đó, thì bạn có thể đưa cho nó một cuốn sổ. Cuốn sổ nó ghi lại tất cả những bài học của bạn về cuộc sống này, thì điều đó sẽ vô cùng tuyệt vời. Đó là cách mà bạn dạy cho con mình. Rồi, chúng ta có 4 cái cách học. Và đây là cái thói quen ưu tiên cho việc học thay vì việc giải trí.
Chúng ta học rất nhiều, nhưng chúng ta phần lớn những cái chúng ta không học, chúng ta học được, chúng ta không áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Tại vì đơn giản chúng ta không ghi chép. Các bạn, sức mạnh của việc ghi chép, sức mạnh của việc ghi chép, khi chúng ta đọc một điều gì đó thì kiến thức nó đang từ bên ngoài vào trong não bộ của chúng ta. Nhưng khi chúng ta ghi chép nó xuống ra một tờ giấy thì đó là kiến thức từ bên trong não bộ ra bên ngoài. Thì chỉ những kiến thức nào có thể từ bên trong mà ra bên ngoài thì đó mới là những kiến thức của chúng ta, và nó mới ghi sâu vào trong não bộ của chúng ta và nó biến thành hành vi của chúng ta. Kiến thức biến thành hành vi các bạn ha, hành vi. Và cái chúng ta muốn là hành vi chứ không phải là kiến thức. Kiến thức chỉ là cái mà chúng ta học mà thôi, nó không có tác dụng gì cả, hành vi mới có tác dụng. Và chỉ khi nào chúng ta thấm nhận kiến thức đó vào sâu trong não bộ của chúng ta thì nó mới biến thành hành vi chúng ta. Bởi vậy chúng ta cần phải ghi chép lại các bạn ha. Không hy vọng rằng các bạn học được tất cả những điều mà thầy chia sẻ, không hy vọng rằng các bạn tin tất cả những điều thầy chia sẻ. Ok, chỉ hy vọng rằng với một điều mà các bạn tin, với một điều mà các bạn cảm thấy hay, với một điều mà bạn cảm thấy áp dụng được, hãy ghi nó lại và áp dụng nó ngay ngày hôm nay. Ok, chúng ta sẽ kết thúc livestream ngày hôm nay. Chúc các bạn một buổi tối hạnh phúc. Chúc các bạn một buổi tối tràn đầy năng lượng. Và trước khi bạn đi ngủ, hãy nhớ một điều đó là đừng xem điện thoại trước một tiếng đồng hồ khi mình đi ngủ. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.